Ok mọi người, đây dính tốc độ nè, thấy không? Nhận xem đa xe ô tô nè, dính tốc độ. Tại sao? Biển báo 60 mà. Thấy không? Đó, lập biên bản nè, mọi người chú ý nha, trên quốc lộ 1A, thấy không? Dính nè, 62. Rồi, đầy đủ lập biên bản hết rồi. Thấy không? Mở xi nhan phải luôn, vô. Cái quan trọng, ấy dừng lại luôn, nghiêng qua trái. Rồi lỡ vô đi, tại vì có xe nó không sao. Mình cán vạch không sao. Đã có xe chướng ngay một cái trước không sao. Còn có xe là cán là lụm nha. Rồi mọi người ơi, nhớ trên quốc lộ 1A thì các bạn đi á, tuân thủ theo luật giao thông đường bộ. Thứ nhất, nó hạn chế tốc độ là khi vô biển báo khu dân cư bự cho bá lửa rồi mà các bạn cứ đạp ra hoài, đạp hoài. Thấy không? Ở đây hiện tại bây giờ là khu vực mình có 60 nè. Này, các bạn thấy hai chiếc xe ô tô trắng không? Đang lập biên bản nha. Có chiến dịch là lập biên bản khỏi sinh khỏi khiết gì hết. À, thua thì chung. À, các bạn sai thì các bạn bắt buộc, còn nếu bạn đúng thì không ai bắt, ít bắt các bạn lắm. À, chứ không phải là mình nói là sai các bạn đúng mà cũng bị bắt, có đó, đúng vẫn bị bắt. À, tôi đã làm clip rất nhiều mà đúng vẫn bị bắt, nhưng mà các bạn quan trọng là các bạn hiệu lực. Rồi thấy có bản bự cho bá không, à, ngoài khu dân cư, à, lúc này thì các bạn mới được đi nhanh được. Sơ ý một chút xíu là các bạn tốt cả ngày lương, hơn cả ngày lương luôn. À, còn qua là các bạn có điều kiện là những có càng phạt phiền phức, nó trong quy định mà phạt giữ giam bằng nữa. À, nó giữ giam bằng nữa, nó phiền rồi đi tới đi lui nữa. Thấy không? Hên con cái ở Việt Nam chưa có dấu tích, hồi xưa bằng hai bánh tôi cũng bị bấm lỗ rồi sao nữa đổi bằng nhựa bấm đâu được nên các bạn nhớ cẩn thận biển báo nó nằm bên phải còn bên trái luôn, nên các bạn quan sát giữ kỹ nhiều hơn. Cái biển nào xanh xanh đỏ đỏ là các bạn phải coi đó, nó đang có chiến dịch nữa ha, nên bắt rồi thấy hai xe lập biên bản nên vô ngồi bàn để xuống bàn ghế là sơ sức, thấy mà lập chốt mà bỏ bàn ghế xuống ngồi là hết 99,9% biên bản. Còn mà đứng thì nó khác à. À, đứng thì có thể, à, mình nói vậy thôi, các bạn hãy tự hiểu nha. Còn đa số mà có bàn ghế khỏi sinh, quen biết giữ thì ok, còn không quen biết thì mình thua là mình chịu thôi. Mình sai lực là mình chịu, sát quá. Rồi đi thẳng. Nhớ quan sát thả lỏng cái tay ra, hơi bị gồng. Đó, đây là kèm xe nhà nha các bạn. Thấy không? Giữ để chi, giữ tiền túi á nhiều khi không biết cái đi đạp khí thế luôn, sướng cái xe mới ken xà beng mà. Ok mọi người nha, đó mình qua khúc địa phận này xong xuôi, còn địa phận khác nữa. Hiện giờ lại mình đang trên đường về, hồi nãy mình đi hết cao tốc rồi, Trung Lương rồi, mình quay về lại trên quốc lộ 1A đó. Giờ bây giờ cái cầu này cũng cấm vượt nè, thấy không? À, vạch liền đó, nguyên tắc còn cầu rộng không có đứt, không có vạch liền, có đứt khúc là mình được phép vượt, hai làn đường là mình được phép vượt. Nhà này nhà của tôi nha đó, nhưng mà chưa sang tên. Rồi chào mừng quý vị đến huyện Bình Lức. À, Long An, Bến Lức là Long An. Long An trong cái giáp giới tránh rồi. Dạ đúng rồi. Ok, ở đây mình đi được hai làn đường, mình có thể chuyển làn qua. À, nếu mà các bạn đi đều xe trước đi đều thì mình cứ đi trên cái làn đó. Còn đây xe có máy rất nhiều, nhất là trên quốc lộ 1A này hướng về miền Tây. Đó giảm lại. Đó là cái gì ta? Cảnh báo lịch làng. Đúng rồi, cảnh báo lịch làng. Nó làn đường không thấy mờ quá, à nó thấy mờ mờ không thấy á, nó mờ quá nó không thấy, nó nói cảnh giờ báo thua rồi tôi không thấy đường, cái vạch đâu không biết đường làng đâu nữa. Nếu mà các bạn đi mà thứ bảy chủ nhật thì các bạn cứ đi làng này để nhường cho xe máy, cực kỳ xe máy cực kỳ nhiều luôn, đông nhất là chủ nhật, ngờ là xe máy đi lên rất nhiều và ngày lễ Tết nữa. À, cực kỳ đông luôn, nhất là miền Tây mãi đỉnh
Đó, nhiều khi đó, các bạn chạy trên đường cũng vậy, các bạn nhất là bạn lái mới là phải có giữ khoảng cách an toàn là chắc cú nhất, lỡ xe người ta có thắng gấp đi, mình thắng xong mình thắng mình nhả giống như ABS á, tại vì xe mình có ABS rồi. Và đặc biệt các bạn mới là thường có tật là thắng xong đè chân thắng cứng ngắc luôn, nhưng mà cái tay cứng đơ luôn. Khi ABS là các bạn thắng giảm lại, các bạn thắng thì các bạn còn bẻ lái được, các bạn chuyển hướng được nha, giữ khoảng cách nha. Còn riêng mấy cái xe mà không có ABS thắng xong là xe nó quăng, các bạn bẻ lái được, nhưng mà với kinh nghiệm các bạn nào lái tốt thì các bạn xử lý được, còn bạn nào yếu là coi như là quăng xe. Đó, giảm lại. Không cần phải nhìn xe này đâu, phải nhìn xe trước nó đỏ đèn đuôi là mình biết rồi. Có nhiều anh em là ta lấy tốt nhất là mấy ông mà xe số sàn á, người ta thắng bằng số, nó không có đỏ đuôi. Không có đỏ. Đúng rồi, cái mình cứ ý y. Khi mình ý y cái mình thắng cắm đầu. À, cẩn thận nha mọi người ơi. Đó, mình phải để ý tuốt cái xe trước luôn. Nó nhìn xa trông rộng. Mà mấy ông nào mà thắng số mà không có thắng nhấp thắng á là nguy hiểm lắm. Rồi mình hướng dẫn luôn cho các bạn. Khi các bạn muốn dừng một địa điểm nào, ví dụ đèn đi, là các bạn nhấp thắng từ xa, các bạn muốn dừng là nhấp thắng để chi? Cho ông ở sau ổng không đu. Các bạn mà không nhấp, các bạn cứ đạp đến đó bạn thắng gấp một cái là đẩy đít. Có nhiều trường hợp hoặc các bạn định đi qua nó vừa kịp còn 1 giây 2 giây, nhưng mà có xe gắn máy nó ban cái dù qua, các bạn thắng gấp lại thì ở sau cũng thấy bắt chước đi theo, đu theo, ta gọi là bám sát á, không có giữ khoảng cách. Lúc đó ông thắng cái là ông đẩy cái đít mình. Nên các bạn cẩn thận mấy cái vấn đề này nha, cực kỳ nguy hiểm luôn cho các bạn nào lái mới. Đó, đây là mình chuyển làn bình thường nè, thấy không, hai làn đường mình chuyển qua lại bình thường đó, nó không có biển báo cấm ở dưới, bạch đứt khúc là chuyển bình thường. Có nhiều bạn là cứ nghĩ là giảm lại, mở xi nhanh phải chuyển vô rồi anh đi. Đúng rồi, có nhiều bạn là cứ nghĩ là trên cầu là không được chuyển làn, cầu hẹp mới không được chuyển. Cầu hẹp là cầu có một làn đường thôi, cầu hai làn đường là vẫn chuyển vô làn xe máy vẫn được, với điều kiện là không có vạch liền hoặc không có biển báo cấm vượt, đó là các bạn mới đi được. Rồi, đó, cái đặc sản quốc lộ 1A hướng ngay chỗ Bình Chánh. Bây giờ mình sẽ chuyển qua, mình nếu mà đông quá thì mình sẽ chuyển qua bên trái để mình đi cho nó an toàn. Đó, nhiều khi đi đông quá xe máy nhiều các bạn. Rồi, nhớ giữ khoảng cách nha, làm gì làm phải giữ khoảng cách. À, các bạn cứ thấy người ta đu được là các bạn đu, rồi gặp sự cố cái các bạn là sẽ không bao giờ xử lý được, bảo đảm 100% luôn. Ví dụ anh em nó lái cứng nhiều năm kinh nghiệm, người ta sẽ xử lý được những cái tình huống như đó. Còn khi mà mình mới, mình cứ đu cái tao thắng gấp cái lúc đây là mình quán ha. Rồi ok mọi người, hiện tại bây giờ đang đổ về lại thành phố, vẫn còn là ở Bến Lức Long An. Chưa qua địa phận của Bến Lức rồi xong đến địa phận của Bình Chánh ha, Tân Túc rồi Bình Chánh gì đó ha. Đó, cầm ghi nó mới đẹp á, cầm ghi đó đã cũ đó, đã cũ mà nó vuông nó đẹp, nhìn nó vuông như cái hộp. Cái đời nó tay lái người ta cười thật. Rồi ở đây nó có hai lựa chọn cho các bạn đi, các bạn một là các bạn vào đường Nguyễn Hữu Chí bên ngay chỗ vô bên trái các bạn ha, vô trung tâm đó, rồi Hữu Chí thì nó sẽ vắng xe, rồi còn mình đi thẳng đây, mình tập đường đông đó, đường quốc lộ để lái mới cho nó quen. Còn đi tân đi bên Bến Lức đi vô trong trong kia đi đường Hữu Chí, mình sẽ đi ra hết đường đó là mình sẽ ra ngay chỗ cầu tự nhiên quên cái cầu gì luôn trời, cầu Bình Điền. Đúng rồi, cầu Bình Điền đó. Thì các bạn lưu ý đường Nguyễn Hữu Chí đó có giải phân cách cứng, nhưng nó quy định tốc độ chỉ có 50 thôi, nên mọi người nhớ chú ý. Có nhiều bạn là lẫn lộn, thấy biển phụ tưởng là xe tải 50, không có đâu nha. Xe cả tất cả các loại xe đều 50 hết. Anh em nào mà đi đó đó bị phạt rồi, bắn tốc độ rồi, nhất là từ ở cầu Bình Điền quẹo vô ha, thì lụm phía bên tay phải gần ngã ba đó là bị hoài luôn. Có 50 thôi mà các bạn cứ bàn 60 là tới công chuyện nha. Rồi tiếp tục thôi.
đường lúc nào cũng đông đúc hết. Rồi tiếp tục đó, đường lúc nào cũng vậy, trên khúc quốc lộ 1A này lúc nào cũng đông. Và đặc biệt các bạn thấy xe máy lớn qua bên mình, các bạn nhớ gà thắng lại, đừng có chuyển qua làng qua bên đó, thấy không? Dướng dễ dướng lắm, những xe lớn đi dễ lướng dướng lắm, nên các bạn giảm lại chứ không phải giống như xe máy đâu nha. Các bạn thấy là các bạn có bẻ qua, các bạn lạng qua liền là nguy hiểm cực kỳ luôn. Rồi giảm lại anh, giảm lại đúng rồi, phát hiện bên kia xe chuyển qua là mình giảm trước rồi. Rồi tiếp tục vậy thôi, lúc nào cũng có anh lớn kế bên á. Đi quốc lộ thì lúc nào cũng thấy anh đó thôi. Mình cứ bám làn đường của mình đi, cứ giữa làn đường đi, xe máy có lấn mình chút xíu mình cứ giảm chân ga lại thôi. Rồi đạp ga lên, rồi mở xi nhanh trái chuyển qua luôn, đạp ga lên nữa, đúng rồi, ok. Rồi ở đây nó sẽ có biển báo ngoài khu dân cư nha, nghe các bạn thấy không? Đây. Rồi đạp ga lên rồi chuyển giữa giữa, quan sát. Đó, tại vì ngoài khu dân cư rồi ha, cứ mạnh dạn lên chút xíu, chứ mình cản trở lưu thông ta kỳ. Nói thiệt chứ xe mình hay là xe các bạn vậy, mình đều cho các bạn sử dụng chân ga rất nhiều để các bạn có tự tin hơn. Rồi lúc này mình mở xi nhanh trái để đó, rồi chỉ nhẹ qua đó vậy thôi, không phải đâu. Rồi phải nhớ giữ phân cách, đừng có đụng xe, cách khoảng 50m hoặc 30m là đẹp. Rồi đây các bạn thấy không, trên 60 thôi nha. Ở đây đây có máy bắn tốc độ nè, các bạn thấy không, hai bên đều có nha. Đó, anh em nào mà cứ ngứa giò ngứa cẳng ha, đó cứ nặng nặng cái chân là nhẹ nhẹ cái túi vậy thôi. À, mọi người nhớ chú ý nha, hiện tại trên quốc lộ A đều trang bị máy bắn rất nhiều, nhất là ở Bình Thuận. Nhất là Bình Thuận, từ ngay chỗ Phan Thiết đi ra là quá trời luôn, liên tục. Coi chừng mấy cái hố nha, đúng rồi, sát sát là mấy xe công đi. Ok, mình tiếp tục. Rồi, giảm lại luôn cho nó trôi chưa. Mình đi làn giữa luôn đi, coi chừng cái công cộng. Tập lái cũng chèn dữ ha, cái này là ông thầy cũng trở về luôn rồi chứ lái gì. Đâu thầy tập lái đâu thầy, có bình thông trường lái nhưng mà tháo bản dán bản hít á. Rồi 60 nha. Bên kia cả xe che chiếc màu chuối á, màu xanh chuối. Nhiều khi ông thầy ông chạy chở gia đình đi chứ tập lái đâu dám cắt ở đây, cắt nó tôi sợ nó một. Rồi biển báo là cho phép xe máy vẫn di chuyển ra đây được nha các bạn ha. Đó, nhiều thấy mấy anh giao thông anh lụm mấy xe máy ha, các bạn chưa hiểu luật ha, vạch 3.1 là các bạn đi vô tư nha. À, nó lâu nó có một cái vạch liền, không biết vạch liền đó nhà nước vẽ hay là mấy anh tự vẽ này ha. Giờ ở đây bớt rồi, hồi xưa chờ nó nhiều lắm, nhất là về quê ta chở con cái, chở mì gói, chở đồ về, chở bia về Tết này nọ, mấy anh đè, mấy anh lụm hoài, chán đi. À, canh nào có tóc lụm chứ canh người không có tóc không à, nắm đầu không là đấu được. Rồi tiếp tục, nhớ để ý quan sát.
nó có sự đông đúc nhộn nhịp của lộ 1A khi về Bình Chánh các bạn ạ. Đó, lúc nào cũng vậy. Bây giờ chút xíu mình chạy qua được cái cong này, mình sẽ mở xi nhan trái. Từ từ, giảm lại luôn. Đúng rồi, đi tiếp. Đó, rồi đạp ga. Mấy người kia bóp kèn kệ ta. Rồi, đạp ga lên, mở xi nhan trái. Nhớ là 60 nha. Rồi, mở xi nhan trái. Mấy anh hấp tấp quá, chứ có chướng nghệ vật mà mấy anh ở sau đè bóp kèn, biết mấy anh chạy như thế nào ta. Khổ thiệt chứ. Xe tôi cũng có kèn bộ. Xe mới lấy nữa, kèn lớn lắm không. Rồi, chướng nghệ vật cái đóng luôn. Chạy ở sau cái đầu dí kèn hoài, khổ thiệt chứ. Ý thức làm gì không có quan sát được phía trước, chỉ quan sát được cái phần đuôi xe này. Em đi lên cầu vượt nha. Đó, đây là về Nguyễn Linh. Rồi, bạn nào mà ở dưới miền Tây, các bạn muốn đi qua cao tốc Long Thành Dầu Dây với cao tốc Phan Thiết thì các bạn đi ở đây ha. Các bạn đi Nguyễn Linh, các bạn đi qua cầu Phú Mỹ rồi lên cao tốc nha. Còn bạn nào đi cao tốc xong á, bạn nào có đi cao tốc á thì các bạn cũng đi thẳng luôn Nguyễn Linh luôn, để đi qua đến cầu Phú Mỹ rồi xong đi lên cao tốc. Rồi giữ khoảng cách ra. Ừ, đừng có đu xét quá. Rồi, ok mọi người nha. Và đặc biệt nữa là các bạn nào mà dưới miền Tây lên, hôm nay mình chuyển làn không được rồi nhá. Dưới miền Tây lên, hôm nay vạch nó kẻ lại rồi. Vạch cũ là vạch liền, giờ vạch mới là vạch đứt khúc. À, các bạn nào dưới miền Tây lên, các bạn mà đi về các bệnh viện thì các bạn đi rừng một võn kẹt nha. Rồi, bây giờ mình chuyển vô. Đó, đứt khúc qua, chuyển vô đi. Rồi, cứ từ từ vô đi rồi thầy sẽ giải thích cho. Rồi, từ từ vô, rồi đi. Rồi, khúc này là mình sẽ chuyển vô, mình đi ở làng này. Lý do tại sao mình không đi lên làng trái, đạp ga lên. Cứ đạp ga đi thẳng lên. Đạp ga lên, đúng rồi. Lý do là làn bên trái là dành cho xe tải không à nha, dành cho xe tải. Còn làn trong là xe con nè. Ông này là ông đi sai nè, thấy không? Đó, đi đó là đi lên mà qua cầu Bình Điền xuống là bị lụm. Rồi đi tiếp. Có biển báo quy định hết rồi. Có nhiều anh em cứ đi là theo cái lối mà kiểu đi chui, thấy không? Đó, thấy không? Xe tải là đi xe lớn là đi bên đó không à. Mình cứ đi làn này, mình qua làng đó biết chừng nào mình đi. Và kể cả xe khách đều đi làng bên đó luôn. Bây giờ ông chui được, ông đi lấn được một chút phải không? Đó, ông chui qua được đó thấy không? Còn xe dưới 16 chỗ là đi làng này thấy không? Rồi dừng lại, ra thẳng lại. Có mấy bạn là không biết là giống như xe đó là cái đi qua làng bên đó là đi hoài nó lâu lắm. Rồi đi tiếp. Đây là đường Nguyễn Hữu Chí bên trái ha. Cấm quay đầu ở đây rồi. Rồi đi tiếp. Đó nè các bạn nè. Đây biển báo rõ ràng các bạn coi ha. Xe dưới 25 chỗ xe buýt. Được chưa? Là xe dưới 25 chỗ ha. Là xe nào 16 chỗ đi bình thường đây. Còn riêng mà xe lớn, anh cứ đi bên kia cho em. Đó, vậy thôi. Mà anh nào mà đi bên đó xuống dưới cầu Bình Điền thấy cái cảnh lụm, lụm liền. Ở dưới lúc nào cũng vậy, có đội ngũ giao thông thường trực 24/24 để canh me những anh em nào mà cứ đi vô cái đó. Có nhiều anh em người ta chạy lên đây, cái người ta chuyển qua bên kia. Anh à. 62 là anh cứ đi qua đó hoài. Xe nào chính? Không, anh 62 đi đúng rồi, đâu gì đâu. Ý nó là xe lớn mà vô đây mới bắt, còn xe nhỏ mình đi hai làng bình thường. Đúng rồi, chính xác. Tại anh xe nhỏ không biết cái đi lũi vô cái làng xe lớn cái đi chậm quá, mà trong khi ở đây đi chóng không đi. À, xuống dưới đây là lúc nào cũng vậy, có giao thông ngồi ngay chỗ có chốt á, ba rem hết rồi, ngồi trong quan sát rõ ràng luôn. Chạy đâu mà thoát. Rồi gà thẳng lại, đuôi người ta đỏ rồi. Đó.
Rồi đây chút xíu mình chỉ cho các bạn giao thông ngồi nha. Ngay chỗ cái bàn mát rượi luôn á, mà cặp mắt lúc nào cũng nhìn xa trong rộng, nhìn tới chân cầu luôn á. Giờ mình đi tiếp. Có thanh niên xung phong đó nữa, để cái đèn đó, trong cái chòi đó thấy không. Chú ý cẩn thận nha, đi theo biển báo mũi tên dưới đường và đèo hạn. Rồi một chút xíu rồi đến gần ngay chỗ khúc này sẽ có sự lựa chọn của anh em xe tải sẽ đi vô làn giữa. Rồi hello mọi người, trời ơi, ngồi trên cái xe mới sướng các bạn, nó vẫn còn hôi mùi da luôn rồi. Này kèm xe nhà hôi gần luôn, sướng gì hôi mùi da, hôi mùi da nhức đầu luôn, trưa nắng nóng nghe mùi. Ok mọi người, đó khúc này là mấy anh em là xe tải là sẽ chuyển vô đây nè, lý do nghiêng vô coi chừng xe bên trái. Rồi đây nè, à, người đó người ta không đi thẳng luôn, ý nói là ba làng á là giờ xe tải nó đi được ba làng luôn. Rồi ok mình đi thẳng. Còn bạn nào mà muốn các bạn nào dưới miền Tây đi cao tốc ra hoặc là dưới Long An lên ha, các bạn đi đây là Võ Văn Kiệt nha. Võ Văn Kiệt là các bạn đi về các bệnh viện cho nó gần, đừng có vô trung tâm thành phố. Đi Võ Văn Kiệt xong các bạn có lối nhánh nào là bệnh viện Nguyễn Chí Phương nè, rồi bệnh viện Nhi Đồng, rồi bệnh viện Tai Mũi Họng, rồi bệnh viện 115, rồi bệnh viện Nhiệt Đới, nó nằm đều nằm khu vực đó đó. Chợ Gãy nè, chứng minh chứng hình ui đầy đủ, các bạn đi đường đó. Cho những bạn dịch vụ thường thường hay bạn dịch vụ dưới tỉnh lên là chở người đi khám bệnh là nhiều. Rồi giữ khoảng cách. Rồi ok, vô trong luôn cũng được, coi chừng có xe khách nó lên. Mình vô trong để mình đi đường Kinh Như Vương. Rồi đi đạp ga nhẹ, xéo xéo dần dần đó. Đúng rồi. Đó, rồi. Xe kia nó ra. Rồi mình đi đường làn giữa. Đúng rồi, đi làn giữa. Còn kia là mình đi quốc lộ 1A nha các bạn. Ok, ở đây mình chuyển làn gì đó bình thường, à, chuyển qua chuyển lại. Rồi, đặc biệt chút xíu mình chỉ cho các bạn cách leo lên gầm cầu như thế nào nha. Cái gờ cầu á, thấy không, cho các bạn nè, mới nè, dễ lắm. Đó, thấy không, ở chú thấy xe ta từng nhiều không. Rồi, bây giờ cho cái bánh trước mình gần đến nơi, cái mình nghiêng nhẹ bánh qua, nghiêng cái đầu qua, xong mình nghiêng lại. Rồi, nghiêng quanh trái, trái phải cũng được, rồi nghiêng lại, nó êm hơn nhiều không. Đúng rồi, là cái cho mình bánh một đi, bánh đi một bánh vậy, chứ đừng có cho hai bánh đều đó, hai bánh đều nó sẽ tưng. Chút xíu mình sẽ tập quay đầu lại để mình đi đổ xăng, đổ xăng xong mình sẽ đi kia tiếp tục ăn, đi ăn xong cái mình đi làm cái kiến, cái nữa cái kiến cho nó trôi chứ mưa không thấy được. Rồi xong cái mình đi vô thành phố, mình ra Thủ Dầu Một dứt vậy thôi. Rồi ok mọi người, rồi mình đi thẳng chứ không quẹo được nha, cấm xe ô tô nha, bên này có điều khoản cấm taxi nhanh luôn. Đó, cái thằng đó là đi im thôi, đó thằng đi xịt cái xịt cũ rồi. Hồi trước em có kèm chiếc lít xịt mà vô địch luôn, nhích lên chút xíu. Rồi khi các bạn đã chớm trong đây là các bạn phải đi luôn chứ không có đậu lỡ. Đi, cho vô đèn đỏ này nữa các bạn đứng đi bình thường. Rồi nhớ ngó hai bên. Đó, tốt. Rồi đi tiếp, ngó bên trái luôn. Người đi bộ luôn. Ui trời, nó gối gàng đội hình hết. Đó. Tại vì mình đã trong giao lộ rồi, mình phải đi ra. Thường thường các bạn thấy ở ngã tư đều có cái biển, cái vạch màu vàng đúng không? Đúng không? Cấm dừng nơi giao lộ là không được phép dừng đâu các bạn, nó đi liên tục.
Rồi thôi, kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để chút xíu mình sẽ hướng dẫn cho anh sẽ quay đầu lại và đi đổ xăng. Rồi, bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà có những trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người nha.